Với kinh nghiệm trồng nhãn Indo đã 3 năm tại Đồng Tháp, quá trình chăm sóc cây nhãn đã giúp anh Trần Việt Trường ở xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tích lũy nhiều kiến thức. Thế nhưng trước đây, với 25 công trồng nhãn thực hiện phương pháp tưới thủ công đã làm tốn nhiều chi phí nhân công lao động tưới nước và bón phân nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi về xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang trồng nhãn với diện tích 32.000 m², anh Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống tưới phun trên diện tích 10.000 m². Qua đó, anh Trường lắp đặt 400 bét tưới dưới gốc nhãn. Đồng thời, anh Trường cài phần mềm điều khiển tự động trên chiếc smartphone. Chỉ với thao tác on-off, anh Trường đã có thể điều khiển hệ thống tưới phun từ xa. Lúc trước thì chưa có hệ thống tưới thông minh qua điện thoại thì tưới bằng tay. Bây giờ có hệ thống tưới thông minh qua điện thoại thì nó nhẹ chi phí công chăm sóc, coi như là tưới có thể mở lên 10 phút, 15 phút đó mình tưới hết trơn vườn. Còn lúc trước thì mình đi tưới thủ công, tưới ống dây cầm theo bằng tay đó. Thì hiệu quả kinh tế tưới thông minh qua điện thoại là giảm chi phí phân bón, giảm chi phí nhân công, giảm chi phí nhân công kéo phân. Như tiện lợi mình có thể đi xa mình bật cho nó tưới được. Trong vườn nhãn, anh Trường tiến hành trồng so le, tạo tán cho cây, mỗi bét tưới đặt dưới gốc nhãn, nên khi bét tưới hoạt động sẽ giúp tưới đều cho cả khu vườn. Song song đó với bồn 2.000 lít, sau khi được pha trộn phân, hệ thống cũng giúp tưới phân đến từng gốc, làm tăng độ thẩm thấu giúp cây phát triển tốt. Kẻ phân để tưới qua thất thoát qua sợ bị mưa đó, mình có thể mình pha vô bồn mình tưới khoảng 15 phút là cho 10.000 trong 10 công đất, nó thấm vào xung quanh cái bộ rễ cái tàn nhãn. Nhà tôi cảm thấy hài lòng với mô hình tưới công nghệ cao này. Qua thời gian ứng dụng mô hình, sau khi thu hoạch đợt đầu được 5 tấn nhãn, hiện nay nhãn đang trong giai đoạn ra bông. Anh Trường nhận thấy với việc lắp đặt hệ thống tưới phun kết hợp điện thoại thông minh đã giúp anh thuận tiện hơn trong quá trình chăm sóc, tăng độ thẩm thấu, tránh thất thoát và không cần tốn thêm chi phí nhân công lao động. Bên cạnh đang chờ nhãn ra trái thu hoạch, anh Trường còn bán cây giống cho bà con nông dân ở xã Tân Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Sương, Phú Lộc, thị xã Tân Châu và xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang với diện tích gần 300 công trên 15.000 cây giống, giá bán mỗi cây giống 50.000 đồng một cây. Địa bàn Trinh Lăng Cận ở trong thị xã Tân Châu mình có nên áp dụng những mô hình lớn tưới thông minh qua điện thoại rất có hiệu quả và tiết kiệm chi phí phân bón và nhân công trên cây ăn trái. Ngoài ra, anh Trường còn chia sẻ thêm sẽ lắp đặt thêm hệ thống camera để anh có thể quan sát vườn từ xa, đồng thời sẽ lắp đặt hệ thống tưới phun kết hợp điện thoại thông minh trên diện tích vườn còn lại.